Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Si Kẹo. Thì ngày hôm nay mình và các bạn sẽ cùng chơi trong chế độ, đó là chế độ thủ zombie nha mọi người. Ui, úi dồi, nhiều zombie vậy hả? Anh lại sợ các chú quá cơ, cái đậu xanh mấy con zombie này. Ui, định làm gì vậy hả em? Ok. Úi dồi, anh em thấy là Kẹo cầm MP5 sấy có ghê không ạ? Hiện tại thì chế độ thủ zombie của chúng ta nó sẽ cho phép mang 3 khẩu súng vào. Đó là M60 này, SPAT-12 này với lại MP5 nữa. Thì mình thấy là cái khẩu súng MP5 này thì bắn nó lại ngon hơn cả anh em ạ. Đấy. Ui, cái đậu xanh này. Ui dồi ôi, thêm zombie nữa hả? Anh lại sợ có chủ quá cơ. Ok. Như vậy là vòng 1/4 đã xong rồi nha em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2/4 của chế độ thủ zombie nha các bạn. Đây. Bây giờ thì zombie nó sẽ lại đông hơn rất là nhiều nhá. Ui. Ui dồi ôi. Ơ kìa, thanh niên này. Ui, cầm rìu định bổ mình hả? Ây, chẳng nhẽ là mình lại sợ các bạn này. Ui, toàn là mấy con zombie công nhận là trông nó lại ghê vãi trưởng nha em ạ. Nhưng mà thôi kệ đi. Bây giờ chúng ta sẽ clear hết cái bọn zombie này anh em ạ. Ui, mấy con zombie rơm rơm này ngại gì hả các bạn? Ui, có lẽ là hơi bị đông đấy. Ơ kìa, mấy ông kia không chịu bắn đi hả? Cái bọn đỡ heo. Các bạn là anh em nếu mà chơi chế độ thủ zombie ấy, anh em hãy cầm MP5 bắn cho nó dễ nha anh em. Chứ còn là SPAT-12 với lại M60 thì chơi chế độ thủ zombie này trông nó cứ tù đúng kiểu gì anh em ạ. Nó không kiểu như là cơ động bằng MP5 này. MP5 này anh em cắn headshot rất là dễ dàng, với lại thì tốc độ bắn của MP5 nó nhanh hơn M60 rất nhiều anh em ơi. Còn nếu mà anh em chơi SPAT-12 thì mặc dù là đam to nhưng mà kiểu như là bắn nó chậm nên là mình cũng không có thích các bạn ơi. Ui, đông ghê vậy. Đang chơi hay tự nhiên làm quả hết đạn nên là Kẹo vừa phải chạy đi nạp đạn. Đấy, lý do nó là như vậy. Và ok, chúng ta sẽ cùng đi cứu mạng nào anh em ơi. Ui, đậu xanh nữa hả? Con zombie này, ui, mấy con zombie láo này hả? Ây, có lẽ như là hơi bị đông nên là Kẹo sẽ clear từng đứa một luôn anh em ơi. Từng con zombie một luôn này. Ok, như vậy là còn lại có 8 con zombie nữa. Chúng ta sẽ qua được cái màn 2/4 nha các bạn ơi. Ui, what the hell. Sorry mọi người, bởi vì là ngày hôm nay Kẹo lại như kiểu là mới ngủ dậy nên là bình luận nó kiểu như là hơi bị buồn ngủ một xíu đấy. Nên là anh em thông cảm nhá. Cái đậu xanh này, thêm zombie nữa này. Và như vậy là hoàn thành được vòng 2/4, chúng ta sẽ tiếp tục đến với vòng 3/4 nha các bạn ơi. Và như vậy là nhiệm vụ hiện tại của chúng ta đó là vào các nhà ma ám và tiêu diệt toàn bộ zombie nha. Ok. Vòng này thì sẽ có 85 con zombie này và số lượng zombie cho trận đấu ngày càng được giảm đi nha các bạn ơi. Ui, mình các bạn là nếu mà chơi cái chế độ thủ zombie này là mình có sợ mấy cái con zombie mà nó lại kiểu to như này này đấy, cái bụng kiểu như là xanh lè chứa toàn là chất độc thôi nha mọi người đấy. Và đây thì nó là cái loại zombie mà được nâng cấp nhất trong chế độ, đó là thủ zombie nha các bạn ơi. Đây các bạn là lại hết đạn rồi nha em ạ. Ui, anh em thấy là mà P5 mặc dù là một băng đạn của nó là có 45 viên này, với lại thì tổng đạn trong một lần nạp đạn sẽ là 345 viên, nhưng mà công nhận là đạn quá là nhanh hết luôn, bởi vì là súng nó bắn nhanh mà anh em, nên là cái lượng đạn tiêu thụ nó cũng nhiều nữa. Ui, đậu xanh, mấy con zombie này. Ui dồi ôi, làm gì vậy hả. À, ui, thằng này lại còn câu lượng lên nữa cả. Ui, thôi xong rồi các bạn ơi. Ngoài ra thì chế độ thủ zombie này có một cái con gọi là chuyên ném mấy quả lựu đó anh em ạ. Ghét ghê vậy ta anh em. Mấy con đấy thì mình cảm giác lại dễ hạ hơn mấy con như kiểu là bụng béo này, đậu xanh. Nhưng mà bình thường là mấy con bụng béo này là nó chạy đến chỗ mình là nó tự nổ luôn anh em ạ. Đấy. Nó giống như kiểu là các bạn định hãm hại mình hả? Ui, đậu xanh, mấy con zombie này. Ui dồi ôi, chạy này, nhiều vậy. Ui, đang còn tận là 48 con nữa cả. Ui, đông vậy. Mình tưởng là cái màn này nó sẽ trôi qua nhanh thôi nha em ơi, nhưng mà thực tế là cũng khá là mất thời gian đấy. Ui, nữa hả, chạy qua đây à? Ồ, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của mấy con zombie này. Cái đậu xanh này, tại sao mà chúng mày cứ bám đuổi theo tao vậy? Đậu xanh, ok, lại hết đạn anh em ạ. Đấy, chơi khẩu MP5 thì anh em chuyên phải nạp đạn thôi. Đơn giản là súng bắn một xíu là nó hết đạn luôn à. Ngoài ra thì khẩu súng SPAT-12 cũng là một khẩu súng hao đạn nữa. Còn em chơi nha, M60 thì lâu lâu mới phải nạp đạn anh em ạ. Ui, đậu xanh, zombie này em này. Ok, ui dồi, nữa hả? Lại tự vác sang đến đây cả. Cái đậu xanh này, chúng mày cứ chạy qua đây, anh sẽ kill từng đứa một luôn nhá. Đấy, cho chúng mày lên bảng điểm số hết luôn anh em ơi.
Úi dồi, mấy con zombie này đáng ghét chưa vậy hả? Cái đậu xanh mấy con zombie này, ui, tưởng là kẹo sợ anh em à? À đâu, tưởng là kẹo sợ mấy con zombie à? Anh em ở đây là chúng ta đang cùng nhau là bắn mấy con zombie mà anh em. Đấy, đâm ra là kẹo lại nói hơi nhầm một xíu thì sorry mọi người. Cái đậu xanh này, ok. Như vậy là hiện tại thì kẹo đang có đó là 29,6k điểm. Đấy, điểm lên liên tục thôi anh em ơi. Nào, để coi. Ui dồi ôi, ui dồi ôi. Mấy con zombie này, láo về hả, láo về hả. Mấy con zombie này, ok ok. Như vậy là còn lại có 3 con zombie nữa là xong rồi anh em ơi. Xong cái màn 3-4 rồi nhá. Ui, đậu xanh, mấy con zombie, láo tết này hả. Ok, đã xong mọi người ơi. Và đây sẽ là đến màn bắn trùng thanh đốt anh em ơi. Ui, cái đậu xanh, ui. Công nhận là trông nó bựa vãi trở anh em ạ. À, tha nốt này, xanh mộ cho em ơi. À, úi dồi ôi, tha nốt tôi nhớ là cầm các tem vô cực cơ mà. Bây giờ lại đi cầm kéo anh em ơi. Cái đậu xanh này, tha nốt này em ơi. Ui, cà tím vui vẻ này, ở đâu? Chúng ta sẽ phải gọi nó là cà tím không vui vẻ anh em ạ. Đấy, cà tím ác độc có. Cái đậu xanh này, ui, trông cái mặt kiểu cảm giác là funny vãi trở anh em ạ. Cà tím này, em ơi, tha nốt này. Nếu như mà anh em đã từng xem qua các loạt phim Adventure thì anh em sẽ không lạ lẫm gì đối với thanh niên Thanos anh em ạ. À đù này, mày nhảy định làm gì vậy Hải em ơi? Thanos chọc Free Fire à? Thế thì ngày hôm nay sẽ là end game của chú nhá. Đậu xanh này. À, ui, thôi xong rồi anh em ạ. Các bạn là kẹo chơi ngáo quá cơ nên là solo với cái trùng Thanos này có vẻ như là hơi bị căng đấy nhỉ. Đậu xanh này, Thanos này. Và thế là xanh mộ rồi nhà em. Và cần nhân gấp luôn anh em ạ. Ok. Ơ nhưng mà kẹo chỉ được xếp ở vị trí top 2 thôi anh em ơi. Bởi vì là bắn được có 40,9k điểm này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.